Trend Hot Do Yun Wake Up In The Sky xuất hiện tại Việt Nam, hứa hẹn quy tụ nhiều girl sing. Đã là tín đồ của những trend biến hình make up Do Yun thì chắc chắn bạn đã từng xem qua chiếc trend biến hình Wake Up In The Sky này rồi. Đây là một trong những chiếc trend biến hình make up lấp lánh vô cùng viral của các tỷ tỷ bên Trung Quốc. Theo dòng sự kiện này, vừa mới đây nhất, cô nàng TikToker Việt có tên là Kim Ngân, sở hữu kênh TikTok hơn 600.000 follow, đã đăng tải video đu trend trên chiếc nhạc này, khiến cư dân mạng thi nhau vào khen ngợi. Sau Kim Ngân, nhiều TikToker nổi tiếng trong làng make up cũng đã nhanh chóng đu chiếc trend Wake Up In The Sky siêu hot hit. Trend này về Việt Nam thì mấy chị đẹp nước mình biến hình cứ phải gọi là cực đỉnh, không có gì để bàn cãi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Like, share và subscribe cùng TP Trend để cập nhật những thông tin thú vị nhất.